Xin chào cả nhà. Chiều nay thì nhà Hà Trần có một đợt ship hàng cho khách đi các tỉnh trên khắp cả nước. Ở đây nhà Hà Trần có một số các cái đơn hàng, ví dụ ở đây đưa cho ship cho anh Nhân đi Ứng Hòa Hà Nội này. Ở đây có anh ở Thái Nguyên lấy một lúc 3 chiếc luôn. Và đây em đang chuẩn bị đóng gói cho anh Đặng Thế Mạnh ở Phú Thọ một chiếc Velbon hết sức xuất sắc luôn, mã là SEF3B. Đây là một chiếc mà có thể nằm sát được mặt đất và được thiết kế cực kỳ chi tiết tinh xảo, có chân đinh này và chân chân đế cao su tiêu chuẩn. Đây là một chiếc mà thậm chí là có kể hai cổ luôn, mình có thể vặn được cổ cổ này ra này. Mình dùng hai cổ luôn. Một chiếc rất là đặc biệt. Và đợt này thì nhà em mới về cái lô mới này, có rất là nhiều những cái chiếc độc và lạ này. Giá thì có rất nhiều mức giá khác nhau. Từ hôm về thì em đã đăng hai video và cũng khách mua hỏi mua rất là nhanh, nên là nếu mà cả nhà ai đang quan tâm đến bất kỳ cái mã nào hoặc là mình đang có nhu cầu thì nhanh tay nhắn tin cho nhà Hà Trần qua số Zalo nhé, 076 228 4029 ạ. Để mình có được cái sự tư vấn nhanh nhất. Các mã này thường hàng Nhật là mỗi mã chỉ có một con duy nhất, rất độc và lạ. Nên là cả nhà hãy nhanh chóng nhé. Bây giờ em sẽ cùng đưa các mọi người cùng theo chân nhà Hà Trần xem quy trình đóng gói của nhà Hà Trần từ Hà Trần đến khách hàng sẽ bao gồm những bước như thế nào nhé. Rồi, bắt đầu vào video ạ. Bước 1, nhà em sẽ thực hiện làm sạch và đánh bóng. Nhà Hà Trần sử dụng những cái dung dịch chuyên dụng để làm mới, làm sáng và an toàn cho kim loại trước khi đến để đưa đến tay khách hàng ạ. Và nhà em cũng sẽ thực hiện chụp ảnh sản phẩm lần cuối để mà khách hàng có thể kiểm tra lại sản phẩm một lần nữa. Bước 2, nhà Trần sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm với 3 lớp bảo vệ. Lớp 1 sẽ có giấy chống sốc, giấy bóng, bong bóng, xốp nổ ạ, để chống sốc này. Và nhà em sẽ đối với tùy từng chiếc sẽ bọc tiếp hai đầu nữa để tăng cái lớp bảo vệ. Tiếp theo là sẽ có một lớp giấy bóng kính và cuối cùng là một lớp giấy bìa. Nhà em sẽ tùy từng chiếc có thể tặng thêm kèm kẹp điện thoại. Đợt này thì hàng nhà em sẽ có một ngày có 3 đợt ship liền, sáng, chiều và tối. Hàng đi rất là nhanh ạ. Đợt gần Tết rồi nên là hàng hàng liên tục luôn. Đây, một lớp lớp thứ hai là lớp giấy bóng kính ạ. Rất là chắc chắn luôn. Bước số 3, bên em hoàn thiện thông tin giao hàng. Bên em sẽ gửi cho chụp ảnh lại một lần nữa, rồi gửi cho khách để khách có thể kiểm tra lại thông tin xem có đúng không một lần nữa. Và hiện tại bên em đang có một cái lưu ý nhé, một cái lưu ý này cho khách hàng này. Đó. Bên em sẽ gắn cái này vào những mỗi đơn hàng ạ, bao gồm có mã QR code này, mã QR ạ. Lưu ý trước khi mở hàng, mọi người cả nhà lưu ý giúp em này. Sau khi nhận đơn hàng, quý khách hãy quay video lại từ lúc mở, kiểm tra kỹ hàng. Nếu có bất kỳ khiếu nại gì, hãy liên hệ Hà Trần Tribot sớm nhất để được giải quyết và đảm bảo quyền lợi. Cả nhà có thể mở Zalo và mở phần quét mã. Đấy, quét sẽ ra luôn kênh của nhà em ạ, cả kênh YouTube luôn ạ. Và hiện tại là nhà em sẽ đang làm trên app giao hàng nhanh. Đây là bước số 4, là
bên em sẽ chuẩn bị gửi ra bưu điện và lấy mã vận đơn và gửi cho khách hàng. Khi mà khách hàng có mã vận đơn thì mình có thể mở Google ra và mình ghi mã vận đơn vào để mình có thể kiểm tra hành trình của đơn hàng của mình ngay từ ở nhà luôn ạ. Đây là cái cách rất là dễ dàng ạ. Và đây là đơn hàng của anh Mạnh. Và chỉ khoảng sau 3 đến 4 ngày tùy thời điểm thì anh sẽ nhận được hàng của mình nhé. Vậy chúc quý khách có nhiều trải nghiệm với chân máy nhà Hà Trần. Xin chào và hẹn gặp lại.